Theo thống kê, tổng số lao động du lịch ngừng việc, nghỉ việc đến thời điểm này tại thành phố Đà Nẵng khoảng hơn 31.800 người, chiếm hơn 60% nguồn nhân lực du lịch. Ngoài ra, hơn 90% doanh nghiệp hoạt động ở lĩnh vực du lịch cũng phải đóng cửa do tác động nặng nề của COVID-19. Doanh nghiệp và lao động ngành du lịch đang rất mong chờ các quái hỗ trợ tiếp sức. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đồng ý chủ trương giao cho các sở ngành nghiên cứu cho người lao động ngành du lịch vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội hiệp hội du lịch thành phố đà nẵng cũng đã đề xuất nhiều giải pháp với thành phố như hỗ trợ doanh nghiệp bằng các chính sách tài chính như khoanh nợ giãn nợ giảm lãi vay có chính sách khuyến khích thị trường khi dịch bệnh được kiểm soát và du lịch được phục hồi